Bên Lý đâu rồi? Chị hay quay bên Lý rồi. Bên Lý. Máy bay nè. Máy bay. Mười năm nữa về nữa nghe. Ba năm sau về chứ đâu, mười năm nhỏ. Mười năm nữa. Mười năm nữa biến. Đây đây. Có kìa, có kìa, có kìa. Bắt chú cái đại nó lên. Nè. Trời ơi, cầm coi ở đó quay quay. Đâu chịu nè, thôi trả nè. Tầm quán trời, nhìn cái mặt nó kìa, nhìn mặt nó khó chịu kìa, coi nhìn mặt nó kìa. Bên đây quán Minh Tâm này rộng quá ha, còn tiền gì không cô An hỏi nó còn tiền gì không anh ấy. Đem qua bển rồi 10 năm nữa rồi thôi. Cháu này bà ngoại, bà ngoại mặc áo đẹp quá bà ngoại. Nay bà ngoại mặc áo đẹp nha bên Lì. Áo của mẹ bên Lì mua đó. Câu câu ăn được thì ăn đi. Câu câu á. Ừ, thấy ghét không? Ôi, bên Lì về mấy năm nó mới về bên Lì. Miếng làm vàng. Hải sản là nó bị lộn rồi. Bánh mè ăn chị. Nó hải sản nè. Nam Giang mà. Đây bọc. Ngoại qua đó hả? Trời ơi. Nè, cậu đi. Cô ba nè, cô ba mặc đồ vô như áo cũng đẹp nè. Nè, nè, nè. Nè. Để mẹ. Đây, một tí mình tâm. Rồi bỏ mày lại cho mày ngồi nó mày quay qua đó. Bên Lý mặt trời.
ta mới lấy xe qua đẩy qua. Lên đường. Một, hai, ba. Đủ rồi. Bảy, hai cái quẩy, ba cái quẩy. Ba cái. Giữ ra còn nhỏ luôn hả? Ừ. Bye bye, đi luôn hả? Em đi American Thor nha. Cẩn thận kìa. Là đi thẳng vô luôn phải không? Đâu rồi bên này, đâu rồi? Bye bye nha. Nói về thăm chị hai nữa nghe không? Bên này. Tên cho vô hả? Tên đi ra, tên ở lại rồi, tháo cho vô hả? Mày vô làm tiền. Lì ơi. Lớn chị thăm chị hai nha. Nào chụp hình đây. Chụp hình đây. Hình đây. Đâu ngoại đâu. Nè vô. Vô. Đây. Đây. Người lên cây. Tiện kia còn tin lại cái. Nhá còn tin đây. Điện thoại mày đâu rồi, đây nhá cho thằng Tiên anh. Má mày đụng đầu hoài, tao chụp hình đụng đầu hoài ha. Còn đi vô cho máy xét gì nữa đó. Cái này gì đâu, khỏi lại đi. Cái này ngon lắm. Nè, điện thoại kìa. Bye. Bye. Bye bye. Mấy năm, mấy năm? Năm năm đi. Năm năm mới cho về nó hả ngoại? Không thay đồ hả? Vô cổng thay, đồ nhét trong cái bị của anh Đị đó. Biết gặp trời. Có biết gì đâu. Không, lên lau mặt, thay đồ cái gọi là cái này.
mắt buồn ngủ rồi. Thì kệ nó thôi, ba nói rồi thôi. Trời nhíu nhíu mắt hả mày? Nhíu mắt hả mày? Bye bye nghe. Bye bên này nha.